Bộ Chính trị đồng ý thành lập Trung tâm Tài chính khu vực và quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Bộ Chính trị yêu cầu các cơ quan phải xác định quyết tâm chính trị cao trong tổ chức thực hiện đề án Trung tâm Tài chính thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Bộ Chính trị vừa đồng ý chủ trương đối với đề án xây dựng Trung tâm Tài chính khu vực và quốc tế tại Việt Nam. Theo đó, thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế toàn diện tại thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Tài chính khu vực tại Đà Nẵng. Thành lập các cơ quan để quản lý Trung tâm Tài chính gồm cơ quan quản lý, điều hành, cơ quan giám sát, cơ quan giải quyết tranh chấp. Việc thành lập các cơ quan này triển khai thực hiện theo đúng quy định và thông lệ quốc tế. Về áp dụng các chính sách xây dựng trung tâm tài chính và lộ trình triển khai, Bộ Chính trị đồng ý chủ trương từ nay đến năm 2030. Ban hành và tổ chức thực hiện ngay 8 nhóm chính sách phù hợp với thông lệ quốc tế, phù hợp với điều kiện Việt Nam và cần áp dụng ngay. Đồng thời thí điểm 6 nhóm chính sách thông dụng tại các trung tâm tài chính lớn trên thế giới, nhưng cần có lộ trình áp dụng để phù hợp với điều kiện thực tế tại Việt Nam. Từ năm 2030 đến năm 2035, tổ chức thực hiện đầy đủ theo lộ trình các nhóm chính sách thông dụng tại các trung tâm tài chính lớn trên thế giới, phù hợp với điều kiện thực tế Việt Nam. Lộ trình khung này mang tính chất tương đối, cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhanh nhất có thể nếu thời cơ thuận lợi. Điều kiện đã chín mùi thì có thể làm ngay các bước tiếp theo, không chờ theo thứ tự. Bộ Chính trị giao Ban Cán sự Đảng Chính phủ xem xét quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Trung tâm Tài chính để triển khai thực hiện. Nghiên cứu, đánh giá tác động của các chính sách đột phá, mang tính cạnh tranh để kiến tạo mô hình phát triển trung tâm tài chính. Phối hợp với Đảng đoàn Quốc hội ban hành văn bản quy phạm pháp luật về trung tâm tài chính quy định các nội dung mang tính nguyên tắc. Khung chính sách và giao chính phủ hướng dẫn nội dung chi tiết, xử lý các vấn đề cụ thể. Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu ban hành các văn bản cụ thể, đầu tư nguồn lực tương xứng để triển khai thực hiện các nội dung của đề án. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ và phân công trách nhiệm rõ ràng, rành mạch giữa trung ương và địa phương. Trên cơ sở phân cấp phân quyền, phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng trong triển khai thực hiện đề án này. Bộ Chính trị yêu cầu các cơ quan phải xác định quyết tâm chính trị cao trong tổ chức thực hiện đề án quan trọng này. Đây không phải chỉ là việc riêng của Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, mà là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị cùng tham gia thực hiện. Các nội dung của đề án cần được triển khai quyết liệt, đồng bộ, nhất quán trên tinh thần đổi mới mạnh mẽ để bứt phá.